Zebra. Bila boleh nak putih pandang? Zebra. Agar apa? Ade. Boleh ngamai lah, kau tak pernah. Ada kita boleh aku dah puas. Aku turun ni. Wow, ăn có vẻ rất là vội vàng mọi người, có nghĩa là bởi vì là ngon quá, ăn rất là vội vàng luôn. Đây là mừng nhà mới đúng không? Mừng nhà mới tân gia, quà của anh em mình. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại ngã ba sông thuộc ba quốc gia, đó là Ethiopia, Nam Sudan và Kenya. Và đây là một cái nơi rất là bất ổn về chính trị. Và trước khi đi qua cái bộ lạc mà mình cần đến á, thì các anh em phải di chuyển trên một cái con xuồng khá là thập kiển như thế này. Gọi là xuồng nhưng mà đây là một cái khúc gỗ á, được đục rỗng ở giữa. Lúc nãy thì có để đi qua đến bộ lạc này đó, các anh em phải trình một cái passport thì mới đi xuồng như thế này. Sit down. Còn cái chiếc xuồng về nghe khoảng không tới nửa mét đâu. Mình cảm thấy nó rất là bất an, nhưng mà để có được những cái nước viên thì Bùi Hồ sẽ cố gắng chia sẻ cho cô bác quý anh chị ha. Và anh yêu cầu mình là phải ngồi bệt xuống luôn, chứ không được ngồi kiểu là ngồi chồm hổm á. Và đây là một cái anh chở các anh em mình đi nè. Và em Phong ngồi nè. Cái cảm giác em bây giờ như thế nào không? Phải nghiêng người này ra chắc ăn. Và đây là một cái khu vực gọi là bất ổn về chính trị. Ở đây thì mọi người á thì hiện nay thì các anh em cảm thấy rất là bất an luôn. Và họ cho rằng là nói này không có sao hết á. Trên một cái chiếc xuồng này thì chở được 6 người, mình với một cái anh chèo ở đằng sau, và Phong với lại em Nhân với lại một anh địa phương. Chia sẻ với cô bác quý anh chị, có một lần ba anh em đi đến một cái ngã ba sông ở Tam Giác Vàng, giáp giữa Thái Lan, Myanmar và Lào. Thì ngày hôm nay là lần thứ hai các anh em lại trải nghiệm trên một cái ngã ba sông giáp giữa Kenya, Ethiopia và Nam Sudan. Cái cảm giác nó cũng bất an giống như là ngã ba sông ở lần trước đó. Nó cũng có một cái gì đó rất là bất ổn. Đi hả? Đây là một cái con sông này có tên là sông Omo. Lần trước thì mình đi ngã ba sông kia thì có tên là một cái con sông Mekong. Giờ đi thôi. Cảm giác sao vậy Phong ơi? Ok, mặt tím tái lại kìa. Đây rồi là nhờ. Để ngồi vững ở trên cái chiếc xuồng này đó, cách tốt nhất là phải gần như là ngã nửa thân người xuống, và hai cái tay mình phải để kẹp bên cái mạng xuồng, thì như thế thì cái chiếc xuồng này nó mới không có bị lắc lư. Và anh này ảnh dùng một cái cây gừng mà chứ không phải là một cái chèo. Anh phải đẩy cái chiếc thuyền đi mà cả cái chèo này, cây này nó cũng khá là dài nhưng mà vẫn không đến được đáy, chứng tỏ là cái con sông này cũng rất là sâu. Và bên kia là gần như là ở phía bên bờ này là giáp với biên giới Nam Sudan nè mọi người. Đó. Cái con sông này vẫn đang có sóng. Và để ngồi một cách an toàn như Bùi Hồ chia sẻ là phải nằm gần như là nửa thân người ở trên cái khúc gỗ này, gọi là khúc gỗ đúng hơn là một cái chiếc thuyền. Và bây giờ thì mình sẽ lội bộ vô đến một cái bộ lạc. What names? Dasanit. Dasanit, bộ lạc có tên là Dasanit đó mọi người. Một cậu bé. Ethiopia.
lạc nữa đâu mọi người. To do the scars, look this. Oh, big guy. Yeah, first, big wow. And then with the red blood they cut. Yeah, đây là một cái cây lá kim ở ngay tại Ethiopia. Và đa số các cây ở đây nó đều có gai hết rồi mọi người. Gai rất là sắc nhọn luôn. Hôm qua thì bùi hồ bị nó quào rất là bén. Và vì một cái đất nó thiếu nước nên là nữ là đa số tất cả các cây gừng ở đây đều có gai. Và ngày hôm nay thì các anh em sẽ vào cái bộ lạc này, sẽ cùng cho cô bác quý anh chị tìm hiểu về cái cuộc sống của người dân ở bộ lạc. Đồng thời sẽ cùng trải nghiệm ăn uống, cũng như là các anh em mình có đem một số nhu yếu phẩm như là mì nè, mì Kokomi 90. Rồi những cái tô chin su như là phở gà, phở bò, hủ tiếu để mà cùng thưởng thức một cái bữa trưa với người dân bộ lạc ngay tại chỗ này. Những ngày qua thì các anh em thưởng thức ẩm thực của châu Phi thì rất là khó khăn, rất thèm những cái hương vị của Việt Nam như là phở hay là miếng gà, miếng bò. Và cũng may mắn là có đem được rất là nhiều mì Kokomi 90 cũng như là chin su để mà thưởng thức ngay tại đây. Đối với người dân châu Phi thì ẩm thực thì họ không có phong phú như ở Việt Nam. Và đặc biệt thì ở đất nước Ethiopia thì cái dạng cái tình trạng mà thiếu thốn lương thực rất là nhiều. Và nạn đói vẫn thường xuyên xảy ra ngay tại đất nước này. Và đây là một cái con donkey, con lừa. Những đứa trẻ đang leo lên một cái ống khói. Ở đất nước Ethiopia thì rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau, nên mỗi lần mà vô những cái bộ lạc khác nhau thì mình sẽ có những cái tiếng xin chào khác nhau. Và đặc biệt là mỗi một bộ lạc hình như là sử dụng một cái ngôn ngữ riêng luôn. Thì mình và anh Bùi Hồ sẽ cùng với thổ dân ở đây tiến hành xây dựng căn nhà ghi lại dấu ấn của các bạn trẻ Việt Nam ở đây nha. Nào, cọc xuống và cắm những cái cây. Đất này nó cứng không không? Đất nhẹ lắm. Nặng quá hả? Và bây giờ thì các người phụ nữ đang làm những cái ngôi nhà và họ đóng những cái cây có hình một cái mái vòm đó cô bác quý anh chị, để mà kiên cố lại cái phần mái nhà. Lý do là rất là nhiều người phụ nữ ở đây họ để một cái bộ ngực trần á, nên Bùi Hồ và em Phong Bụi không thể nào quay toàn cảnh cho cô bác quý anh chị xem được, tại vì những cái hình ảnh nó rất là phản cảm. Rút tay ra là đấm xuống nhảy. Đơn giản. Cũng giống như những cái bộ lạc trước đây mình đi á, thì tóc của những người phụ nữ ở trong cái bộ lạc này đó, họ sẽ được tốt lại bởi đất sét, sữa bò. Đây là mừng nhà mới đúng không? Mừng nhà mới tất cả quà của mấy anh em mình. Thùng mì Kokomi 90 và chin su 7 món. Ở trong này thì có rất là nhiều thực phẩm. Rồi mà mì Kokomi thì chắc có lẽ chút nữa tụi mình sẽ ăn. Vì hôm nay rất là mệt. Rồi có cả những cái món của bộ chiên xu bảy món này.
Lần đầu tiên mọi người sẽ cảm nhận được bánh đa cua. Rồi thịt bạc hoa này. Và mọi người đang dòm nó như là miếng gà. Hủ tiếu bạc kho, phở bò, hủ tiếu thập cẩm, rất nhiều món. Và đây là mì gói, tôi tặng hết toàn bộ bộ lạc này luôn. Trong này có thịt gà nữa, này có cháo gà nữa nha. Cháo gà chắc lẽ là để dành cho anh em mình ăn ha. Và hiện nay thì các người dân cả nam lẫn nữ của bộ lạc Da Sơ Ni này họ đang tập trung quanh người anh em mình. Do một số hình ảnh phản cảm mà các anh em không thể nào quay những người dân bộ lạc họ đang háo hức đến cỡ nào. Đối với người dân ở bộ lạc Da Sơ Ni nói riêng và người dân tất cả các bộ lạc khác ở Ethiopia nói chung thì thực phẩm là một cái thứ gì đó đối với họ rất là cần thiết. Và mì chắc có lẽ là lần đầu tiên họ có thể gặp được. Đây là gói mì tôm chua cay Kokomi 90 với sợi mì dày thơm ngon. Đây là chim su 7 món gồm có miếng gà, miếng sườn và hủ tiếu bò kho. Có một cái điều khá là khó xử cho các anh em khi mà ở đây là không có nước nóng và họ chỉ nước đối với họ, nước sôi đối với họ là một cái thứ gì đó nó rất là quý luôn mọi người. Ok, chung ăn chung luôn. Bây giờ là mình gửi lại trên xe mà còn rất là nhiều thực phẩm, nhưng mà chắc có lẽ là mình chỉ cho mọi người chỉ cho mọi người cách thức chế biến thôi, vì ở đây rất là náo động, rất khó có thể mời mọi người một buổi tập thể được. Thì trên tay của mình cái gói đầu tiên đó là miếng sườn ha. Anh Nhân có thể chia sẻ với mọi người về cái buổi cảm nhận hôm nay đi anh Nhân. Cảm nhận ở đây thì hiện tại mọi người đang rất là mong muốn được ăn những cái món mà tụi mình mang tới, bởi vì là họ rất là đói. Đây là sườn nấm nè, rồi mọc sườn sụn nguyên tảng luôn, rất là ngon ha. Đây là sườn nấm nè, rồi mọc sườn sụn nguyên tảng luôn, rất là ngon ha. Thực sự là họ đói lắm mọi người. Đói. Và còn mấy thùng mì nữa, cho nên tụi mình sẽ cho mọi người chỉ là lấy ra một ít cho mọi người biết là cách thức chế biến như thế nào thôi. Trước mắt là mình sẽ nấu món chín xu. Tụi mình chỉ cho mọi người biết cái cách mà để chế biến những cái gói mì như thế nào, để mấy hôm nữa khi, sau khi mà mình rời đi thì họ sẽ biết cách họ sử dụng. Đây là nước sôi đã chuẩn bị sẵn rồi, hot water. Thơm ghê á. Sân ít này không có mặc áo và để quần ngực trần, nên các anh em sẽ chọn khoảng 5 người, thì trong đó những người phụ nữ sẽ mặc áo để cho phở gà. Phở là một đặc sản của Việt Nam. Đây là sợi phở nè. Và sáng nay thì anh Nhân có ăn một gói phở đúng không? Và cảm nhận của anh về phở bò như thế nào? Hồi sáng nay ăn phở bò á? Khi mà mình ăn phở bò thì mình thấy nó rất là thật, ngon. Xung quanh quá trời người luôn. Chắc có lẽ không sao. Đây cho mọi người xem nè. Wow. Phong đang chế biến mà xung quanh rất là nhiều người, nhưng mà chicken. Chicken. Donut chicken. Wow, quá nhiều gói gia vị luôn, có tương ớt nữa kìa. Này là gói khô gà, thịt gà bạc khô sợi nha mọi người, rất hấp dẫn ha. Ô, tự nhiên ngửi thấy cái thèm trời, cái mùi anh Hồ thèm không anh Hồ? Thèm chứ. Thịt gà này, thịt gà tươi, chicken tươi này. Phong ơi, miếng sườn bên đây gần nở rồi, nên em sẽ nhờ một ông cho bé đấy đi, cho bé này đầu tiên đi. Em quay cho mọi người xem với. Mọi người dòm kia, có mấy người chạy nước miếng kia. Cho bé này đầu tiên.
phong 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 ta đi ăn sao được ăn sao được à mình ăn thử nha ăn thử đi mọi người sợ ngon lắm đúng vị Việt Nam luôn sườn nè thịt nè Náo lộn mà lớn tuổi sẽ thử cái món của Việt Nam này. À rất là ngon nha, à, rất là ngon miệng. Rất là đói. Cái cảm giác ăn rất là ngon. Không dám cho con nít ăn. Đối với họ thì cái này mình gói là cái gì đó rất là mới lạ. Mình nhìn thấy đồ ăn thấy các vị rất là ngon luôn á. Chắc là đây là đầu tiên họ được ăn món này. Wow, hút nước luôn rồi. Wow, ngon quá. Ok. Tuyệt vời mọi người, tuyệt vời. Tụi mình cảm thấy rất là vui khi mà mang đồ ăn của Việt Nam. Nhưng mà họ lại ăn bảo là rất là thích là mình cảm thấy vui rồi. Trộn lên, trộn lên chứ không. Ôi, ơi, ơi, ơi. Bye 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 bye. Ăn 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 ngủ ăn không ăn tay. Quen tay rồi. Người đàn ông này là rất là thích rồi này. Wow, ăn có vẻ rất là vội vàng mọi người có biết là bởi vì là ngon quá ăn rất là vội vàng luôn. Đây là phở bò. Phở bò nè, thịt bò luôn nè, thịt bò nghiêng mảng luôn. Đây. Đứa trẻ nó ăn rất là ngon miệng. Mọi người đang rất là thích. Thêm một hộp nữa nha, thêm một hộp nữa đi. Còn riêng mì Cocomi 90 thì tụi mình sẽ về nhà hàng và ăn. Vì ở đây là thực sự quá là đông, rất là đông đúc người. Vì vậy thì cái việc ăn uống thì mọi người sẽ dòm vào nó cũng không tự nhiên lắm. Tiếp tục một phần tô nữa, đây là phở bò. Phở bò. Cả bộ lạc mà náo động hết rồi. Đây là người phụ nữ đầu tiên sẽ thưởng thức món ăn Việt Nam.
Đây là một cái hũ rất là đặc biệt nha mọi người. Đó là hũ tiếu thập cẩm, do là đi hành lý cho nên là nó hơi bị mớp một xíu. Đây là có trứng nè, trứng cút nè, chicken, có gà, có thịt, có trứng. Ghê không mọi người? Chicken. Một bé gái xung phong ăn. Hết rồi. Con đủ, đủ. Ô. Nóng, nóng, nước nóng luôn á. Nước nóng, bọn con nóng, rất là nóng. Và đây là tô hủ tiếu thập cẩm, do là đi kiện hành lý cho nên nó bị mất một xíu, mọi người thông cảm. Thật sự là trên này còn rất là nhiều thực phẩm, nhưng chắc có lẽ là tụi mình sẽ gửi tặng lại bà con trên xe nữa để cho mọi người làm cái bữa ăn trong các ngày tới. Chỉ có thể chỉ cho mọi người cách nấu chế biến mì như vậy thôi, để mọi người biết cách làm. Và hôm nay tụi mình mang ẩm thực Việt Nam đến đây, rất thú vị. Ok, đây là cách mọi người đón nhận những món quà của mình. Ai cũng đến là dịp rồi. Cái đoạn video clip này sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị một điều gì đó hay ho về một cái bộ lạc ở vùng sâu ngay tại đất nước Ethiopia nha.